Hello, chào mừng đã quay trở lại với Trần Văn Tùng và đến với những giáo án của Cha Chào Mừng tại khu vực đứng trên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với kèo đấu giữa Reton cùng với Seth. Đây là lần đầu tiên thấy Reton xuất hiện trong tay của Cha Chào Mừng và để xem Cha Chào Mừng xử lý kèo này như thế nào anh em nhé. Let's go. Ok, về Ngọc thì các bạn cứ cộng giống như những gì đã diễn ra ở đầu clip anh em nhé. Mang tất nhiên là chinh phục rồi. Không có tốc độ đánh. Khởi đầu là 88 đâm tay khi lên khiên, lấy kiếm Doran. Và tốc biến thế đấu sẽ là hai phép bổ trợ chính mà Sao Cho Mừng xử lý ở trong ván thi đấu này. Phải hống. Tôi nghĩ là kèo này thì cá sấu sẽ phải đánh nhùng. Cấp 1 đánh với set không lạ. Cấp 1 set đừng nghe đánh cực kỳ khỏe. Cấp 1 set đừng nghe có thể đánh rất là khỏe anh em nhé. Cá sấu thì chắc là tôi nghĩ đánh nhấp nhả hồi phục bằng quy nộ sẽ win. Và cái đúp nộ con cá sấu để nó counter cứng cái W set anh em nhé. Xử lý cho tốt cái W thì có thể sẽ outplay được cái lượng giáp đến từ cổ thú quyền. Đây là mức rank kim cương, cao phụ của Sao Cho Mừng anh em ơi. Set cơ động 1 bước lên luôn này. Để xem là cú quy được tiết kiệm lại để quy trúng cả tướng anh em ạ. Bị song thú trưởng làm choáng bắt buộc phải nâng E ạ. Không có quy không có hồi phục. Set cấp 1 nâng E siêu mạnh đấy anh em nha. Và thôi, đánh nhịn vậy. Cái này đến level 2 có quy thì mới chơi đam lại. Chơi đam lại đấy tức là chơi đam tầm hòa hòa chứ không nghĩ là thắng lắm. Đánh tay này bị làm choáng rồi này. Đánh tay cắt chạy. Lên 2 trước đến từ set. Cấp 1 nhịn anh em ơi. Cấp 1 nâng cái gì đánh cũng không lại set hết á. Chờ E quy nộ hồi máu anh em nhé. Đợt lính vẫn còn khá nhiều nhưng mà set đang di chuyển ra cắm mắt không phải là delay. Lên 2 rồi này, có EQ rồi này anh em này, bắt đầu đánh tay tích nộ. Cá sấu đánh dựa vào nộ rất nhiều anh em nhé. Irelia thì đánh dựa vào stack. Kermi thì đánh dựa vào nội tại. Né rất tốt một tình huống cùng thú quyền. Mình đang thua một cấp độ anh em ạ, quy nộ này. Quy nộ được clear way hồi máu này, rất tốt. Đây vẫn là một big way nhưng mà bên phía bên kia dừng lấy không kịp. Lại bị làm choáng rồi này, đứt nộ. Đánh tay và né E anh em nhá. Cắt và sắt, à nhầm né đứt chứ nhầm, cắt và sắt né được W rồi này. Quy không có nộ anh em ạ. Xét sát thương không đủ và tốc biến quay ngược trở lại bắt đầu đánh tay thứ đốt, sát thương đã đủ đến từ trụ rồi. Quy hồi máu, này. Một sai lầm đến từ xét khi tính sai sát thương nha anh em nhá. Và cái giá phải trả ngay lập tức đó là một mạng solo kill dành cho Cha Chào Mừng. Kèo này cá sấu đánh không dám đánh láo đâu anh em ạ, bởi vì bước lên tấn công mà không có đứt thì lại không có đam. Mà đứt trước thì con set lại đứt trả sát thương set đứt cực kỳ đau. Và kèo này con cá sấu mặc dù là con đấu sĩ mạnh nhưng mà vẫn phải đánh theo dạng là cấu gì à? Nhấp nhả chờ phục bằng quy. Và dùng sự cơ động đến từ kỹ năng E để thoát khỏi lượng sát thương chuẩn đến từ cổ thú quyền anh em nhé. Một mạng solo kill với 1.100 về đã có cho mình đó là một cái dây thép gai. Nhưng ở tình huống ra đường này sẽ không có nộ nha các bạn. Tình huống ra đường này không có nộ thì chắc chắn sẽ là tình huống solo không win được con set được các bạn. Một con cá sấu có mạng trước nhưng mà solo 1-1 không win được con set được các bạn. Nếu bạn đánh theo nộ thì win. Tức là đi ra cứ quy lên ăn lính từ xa hồi máu. Chỉ nào có chơi 50 nộ thì chơi đam 2 pha là win. Nhiều bạn sai lầm ở chỗ là thấy cá sấu ăn được một mạng, nghĩ là mình khỏe. Nhưng mà không có nộ là vẫn yếu anh em nhé. Đánh hoàn toàn dựa vào nộ. Mắt còn hai con nhưng chưa cắm này. Xét chủ động mất đứt này. Đau. Con xét mất đứt rồi đấy nhưng mà đánh không lại. Vẫn phải chờ có trên 50 độ anh em nhé. Quy này. Đứt E về chạy. E té. Té anh em ơi. Chơi đam ngắn hạn thôi nha các bạn. Đừng ngô nin nha. Chơi đam ngắn hạn và rút lui bằng E và chờ hồi E đánh tiếp nha. Mà sao đây, con set này không có lính làm choáng làm sao ông ơi. Mà vẫn làm choáng được kìa. Đứt nộ hay. Đứt nộ là lượng sát thương đủ cộng với hiệu không chế đủ để giết con set trước khi mà nó kịp cùng thú quyền anh em nhé. Và vừa rồi là một sai lầm đến từ set khi mà băng lên hơi cao. Mặc dù có làm choáng nhưng lượng sát thương là không đủ. Không đấm đứt kịp để gây sát thương.
Và pha vừa rồi căn bản là Seth đã tính sai sát thương mất rồi. Hai lần tính sai sát thương và bị solo kill hai pha rồi. Bây giờ tôi nghĩ với thần cá sấu thì có thể cân nhắc đến việc cân 2. Đứng dình ở đây làm gì đấy ta? Không có nộ nha. Pha này có thể đầu tư thần cá sấu để lấy nộ khi mà Seth đi ra. Vẫn đang là một tiếng đứng dình để tiếp sao cho mừng. Và pha này thì để xem là con Seth có chết không nhá. Bật thần cá sấu rồi này. Đúp nộ hay quy nộ đấy ạ? Quy nộ dính cuồng thú quyền. Có thi đốt lại rồi anh em này. 10 giây có thi đốt này, xin ra nhìn quay hay. Xin ra đã nhìn ra quay hay. Bị kéo về dưới trụ. Bị hit từ trụ nhưng mà sắp quy sau đó quy đúp. Giữ đúp nộ, luôn luôn giữ đúp nộ lại anh em nhé. Để tránh con Seth nó có đúp lưu thì vẫn giết được nó. Cú quy vừa rồi chỉ để lấy nộ thôi. Và khi cá sấu nên nó có nộ thực sự là bộ kỹ năng của nó rất khỏe. Fit lên đường trên bắt xin rào à. Bóng này đặt mệnh trúng băng vào phía luôn đến từ vị trí của Vex như hết mana rồi. Sao cho mừng tại thời điểm này thì còn lại nửa cây máu. Cũng không dám đánh liều. Con Seth nằm xuống mạng vừa rồi là cực kỳ nặng đấy ạ. Đứt độ luôn không? Aya bị CC rồi. Chi à. Chịu rồi. Có chừng nó bế về nhá, có chừng nó Seth nó bế nhá. Hay. Lên hấp huyết trước thì. Chỗ vị, trực tiếp ăn trung tâm W. Tôi thấy cái bộ chỗ vị rất có chi tiết. Có thể đi bộ ra được nhưng vẫn nằm vì cái đất con Seth đau quá. Vẫn là một kèo tốt ngon anh em nhé. 4-1 mà team ăn được 7 mạng này, cánh dưới đã không ổn. Cánh dưới có vẻ đang hơi toang một chút. Nằm xuống một wave không xấu lắm, lên top vẫn còn một wave khá nhiều của Sao Trâm Âng để có thể farm. Và vừa rồi là cú e nộ để farm lính, hụt mất một con. Tiền thì đủ hấp hết rồi nhưng mà bây giờ về thì khá lỗ. Chắc là phải thêm một wave nữa rồi. Xin ra đăng ping lên sứ giả này. Con cá sấu này nó có thể hủy thao tác từ cái dây thép gai bằng quy anh em nhé. Nó giống như là một tình huống E hấp huyết của con Seth, hoặc là E phản kích của con Seth, hoặc là giống như Quy phản kích của con Darius nha các bạn. Nó có thể hủy thao tác rất là tốt và giúp các bạn dồn sát thương trong một khoảnh khắc nhanh hơn, và giúp các bạn tránh việc bị mất đi chỉ số lính. Về hấp huyết đã. Hấp huyết dày thường đi lên nào. Kéo này đến đây là out đồ anh em nhé. 8 phút mà cầm hấp huyết đi ra là out đồ rồi. Tốt khỏe như vậy thì ăn sứ giả được. Có sứ giả sẽ là mục tiêu hướng tới của team Sao Trâm Âng tại thời điểm này. Seth không dám lên cao rồi. Hẳn có mộng tưởng. Tôi rất hân hạnh. Vẫn là farm hơn cùng với một lượng trang bị vượt trội, và bây giờ thì win kèo nên là tích nộ cũng dễ. Bạn chỉ việc bước lên đánh tay hay lấy nộ. Lấy nộ này anh em này. Né cuồng thú quyền không? Không cần. Set E với tầm và sau đó thì đúp xịt luôn rồi. Mất cái W, không dám đứng lại ăn 6 con lính ở đâu anh em ơi. Set tính ra biết chơi đấy chứ. Mất đúp một phát là bỏ qua 6 con lính chạy luôn này. Nhiều đứa không biết đứng lại dưới trụ là bị cá sấu này solo kill rồi đấy. Có đúp chưa bạn? Đúp nộ hết giáp luôn rồi này. Có đúp cũng chết thôi anh em ạ. Có đúp cũng chết thôi anh em ạ. Các bạn thấy sự khắc chế đến từ cá sấu khi mà nó đúp lưu nộ để trừ giáp của cuồng thú quyền chưa ạ? Hay quá, xin ra ơi. 2-1 đường giữa hơi lỗ. Thần cá sấu nó lên nộ cực kỳ nhanh nha các bạn. Đường dưới Sivir bị băng trụ và đang bị làm chậm, mất tốc biến chạy rồi. Thôi thì game này để Sao Trâm Âng gánh nhá. Con cá sấu 5 sát trên top này. Deny đến từng con lính cuối cùng. Quy nộ cùng với hấp huyết clear xong đợt lính rồi té nào. Không, tiếp tục đẩy. Tiếp tục đẩy lên đường trên anh em nhé. Xác định tại thời điểm này thì Seth nó vẫn còn chiêu cuối nhưng mà chênh 2 cấp độ thì vẫn solo được. Đúp nộ đánh tay hấp huyết quy. Né vụ nổ giữa tâm của cùng thú quyền.
Lại quy lên lấy nộ rồi này. Có thì đốt anh em ơi. Chơi luôn không? Xét non rồi anh em ơi. Xử lý cực kỳ nhanh tay đến từ sao cho mừng nha. Có set vừa tính phát ra để r ngược anh em ạ. Bị outplay liền. Nát 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 mất r flat ha. Set mất r flat chết chay khu đường trên. Chấp 2000 mấy tiền vẫn có thể đánh được. Không vấn đề gì luôn nữa. Phá đốt cua này về luôn không ta? Hay là tính mỗi lần về nhà là một đồ lớn đấy không? Mít có trụ cho con xin ra với thiếu triệu sứ giả. Ăn 6-1 mà cánh dưới đang tổng mạng là 9-10 như này là không ổn. Không thực sự ổn. Đức nộ nó bỏ qua hoàn toàn giáp anh em nhé. Nó trừ hết giáp của đối phương. Giáp ảo không phải là giáp theo dạng là sát thương vật lý nhé. E lên không? E lên đức nộ không? Không, E lên hấp huyết đi về thôi. Mất hết kỹ năng rồi, không dám ăn xe rồi. Có quy lại rồi này. Đánh tay quy. Xét mất đức rồi này. Nhưng mà hết lính mất rồi. Phần này còn lính vào bật thần cá sấu quẩy luôn, băng trụ luôn đấy anh em. Xét mất flash rồi. Tiếp tục tích nộ ở tại bãi người đá. Và sau hướng tới việc băng trụ à. Chưa có đức. Nè, xét mất đức rồi ha, xét mất đức rồi ha. Rồi bơi băng trụ luôn anh em, chết chắc rồi. Chết chắc rồi anh em ơi. Cá sấu này thì nó rờ lên nộ nhanh lắm anh em ạ. Và kể cả e nộ cũng ok, không vấn đề gì đối với con cá sấu e nộ nhá. Các bạn đừng quá kén trong việc là cái đứt nộ nó có một cái khả năng trừ giáp ảo thì đúng rồi, nhưng mà trong trường hợp mà đối phương hết giáp ảo rồi thì không cần nhất thiết phải đứt nộ. E nộ vẫn là một lượng sát thương lớn nhá. Đam của nó cũng không thua so với quy. Hai đứt mà nó còn mang cho bạn cái khả năng trừ giáp cơ bản của đối phương nữa. Con fit lên tốt làm gì đây? Rampage cho Lilia rồi. 3.600 tiền. Đánh đúng kiểu smurf rank out trình anh em ạ. Chưa gì đã vũ điệu, 12 phút vũ điệu rồi anh em ơi. Giàu thật sự ạ. Tính lên cơ xích sớm à. Giày thủy ngân 2k8 tiền không mua được cái gì. Vũ điệu vẫn ngon hơn. Vũ điệu với trường kiếm à. Vẫn là giày thủy ngân. Suy vong không? Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại. Đang thôi thì chờ mua cái hồng ngọc. Đang xanh anh em ạ. Một hit nó xin dao, hay. Kalista nó nhảy cả và bán người thương nó ném. Vãi nồi. Boss có vẻ là không ổn rồi nha. Con cá sấu này không phải là con gánh team tốt đâu nha. Nó gặp những con như Kalista bị thả diều cũng khó chịu lắm. Xét bỏ lane đi bụi rồi. Xét bỏ lane đi bụi thật rồi. Tham quái rừng thì các bạn tải cái blitz.gg về nó sẽ có nhá. Bên server siêu cấp Trung Quốc, server Trung Quốc thì nó có sẵn ở trên Wii Game rồi. Tiếp tục một mình đẩy thẳng khu vực đường trên và sau đó thì ra khu vực bùa đỏ đối phương tìm quái rừng. Còn đá thì farm đá, còn bùa thì farm bùa, còn chim farm chim anh em nhé. Và farm thì cũng cần phải tham minh xem là đối phương có ra hay không, hay là tham thì cũng cần phải xem là quê lính ở đường nó ra hay chưa. Còn Leona bị cái gì đâu. Kể cả có người phía sau nó cân 2 chứ. E nộ luôn không? E nộ trừ giáp luôn này. Nhờ vậy ông. Con cá đâu nhỉ? Cá mập đâu nhỉ? Dăm ban cá nhập cắn cáp, con cá sấu nó cho đi hết anh em ạ. Tầm này nhìn đồ đi, hai đồ rồi sao mà đánh. Leona đi ra ỉ Bình Châu anh em ơi. Tưởng cánh dưới ngon ỉ Bình Châu. Và cái kết. Có đá có bùa đỏ farm hết anh em ơi. Cứ đẩy đường xong là có khoảng trống và ăn rừng thôi mà. Team sẽ ép rồi kìa anh em ơi. Team sẽ ép rồi. Cái team này để ý bố mày gánh coi. Ép cái gì. Người ta đang gánh cứ ép thôi. Nhìn con cá sấu 151 CS 15 phút 81. Cứ ép thôi.
Thằng này ép đấy, tí report. Còn tốc biến, còn thiêu đốt này, Kalista này thua 3 level, lấy gì mà chạy anh em. Đánh sứ giả cho tôi. Thằng CV bị solo kill nhưng mà con fit chắc đã mất tài nguyên rồi, đánh sứ giả cho tôi. Sao cho băng đầu một nụ cười rồi. Có hồn ma do thám để tích nộ, lấy 50 nộ ra đơm Luna đây bên kia chết chay cho mà xem các bạn. Một cái nỏ tử thủ tầm thiểm này nó tạo giáp không là bao nhiêu cả. Khó chịu là team cứ đang đâm đầu ra fit mà không biết điểm dừng thôi. Có người gánh team đang đánh cẩn thận tí thế mấy bro. Khởi động sứ giả đây, chơi luôn này. CV xuống bot farm luôn rồi. Chấp luôn thằng CV tại thời điểm này ở đường dưới luôn đấy. Vẫn đang đánh cô tích nộ lấy tầm nhìn và lấy thêm cả tốc độ di chuyển thêm anh em nhé. Với sự kêu gọi của Sasha Mang thì team đã đủ tự tin để ăn con sứ giả rồi. Ăn đi bố bảo kê. Ăn đi tôi bảo kê mấy bro. Bên kia nó nhìn nó bỏ nó ăn trụ mà. Nó nhìn con cá sấu nó nể liền anh em ạ. Có được con sứ giả chấp nhận bất trụ mid. CV deny được một quê lính ở dưới boss rồi kìa anh em kìa. Fit đang xuống nhưng mà chắc là cũng mất tương đối. Kháng phép à? Kháng phép rồi. Phải kháng phép thôi anh em ơi. Thời điểm này không kháng phép dễ bị bên kia nó hội đồng chết lắm. Con rồng này là rồng gió anh em ơi. Chưa có nộ nhiều lắm, bật đứt phá mắt để lấy nộ. Sứ giả được gọi ở mid để lấy thế ra khu vực hang rồng nhưng mà trụ mid đã mất trước đó rồi. Leona vòng ra phía sau tính bắt sao chào mừng nhưng đó là pha chơi trước tốt đến từ xin chào Kalista chết chày. 900 tiền cho sao chào mừng. Con set này cũng chết đi bạn, cuồng thú quyền gây được bao nhiêu sát thương chuẩn rồi chết đi bạn. Một cú quy nộ đến từ sao cho mừng và giao tranh full cây anh em ạ. Giao tranh không mất máu anh em ơi. Thiêu đốt con fit chết rồi. Thằng nào vừa flash trong hang rồng đây. Đứt nộ bật sẵn. Một quy dứt điểm. Quét sạch không mất bất kỳ một ai mà có dầu đưa team sao cho mừng. Thậm chí sứ giả hút vào trụ hai đường giữa. Đánh thế này mà cứ xoay ép thôi. Đánh nhau sau các bạn thấy nó mất máu không? Khỏe điên. Xin gian có định nhường bố xanh không? Ăn đi chứ không? Ăn trụ cướp hết rừng. Thôi sau đó cai yếu về đi ông ơi. Dìu con sứ giả và hút nốt một cái. Cướp hết rừng này anh em này. Cướp sạch từ dưới lên có bùa xanh, có cóc, có sói, có chim, có đá gì cướp hết. Xét thấy rồi làm gì đây bro? Xét thấy rồi Lilia ở mid rồi bạn ơi. Thế là thấy Lilia ở mid rồi. Kể okay, cả kéo cái Lilia lên tôi nghĩ cũng không bắt được. Ê kéo Kalista với Leona lên thì hơi khác nha. Cú này là hơi. Thấy Kalista ở mid rồi nha. Đánh hoàn toàn dựa trên thông tin trên bản đồ các bạn nhé. Thấy Kalista ở mid. Lên farm nốt quay rồi về. 2k4 tiền chắc chắn là giáp liệt sĩ. À nhầm, chắc chắn là một cái rất thiên nhiên. Top gap 100 CS rồi. Rất thiên nhiên với cái gì nữa thôi. Đồng hồ cho chắc ăn anh em ơi. Bây giờ thì tiếp tục đẩy lẻ khu đứng trên các bạn nhé. Cầm lợi thế đẩy lẻ đứng trên. Và vừa thấy con fit rồi. Tranh 3 level đến thứ 2 đường đơn. Không có cửa nào fit solo lại cả. Trừ khi kéo người lên nha. Mà tôi nghĩ bên kia muốn bắt cá sấu này phải có Kalista. Nó phải có đam giày vò. Lilia lên cũng không ăn thua. Có người lên nữa nha, có 3 người nha, có 3 người đấy nha, nó có 3 người anh em ơi. Kêu kéo người lên các bạn kéo thật, ảo thật.
Bắt bao giờ mới trên cá sấu? Rồng thì rồng gió nên là thôi không đặt nặng trọng tâm lắm. Đi bộ theo đúp nộ nào. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Dính hạt unlock rồi kìa. Cắt và sắt. Chơi hàng này luôn anh em ạ. Kalista đang lên rồi nha. Thấy Kalista thì té nha. Cá thả xịt đến từ vị trí của Fit. Fit mất máu quá nhiều rồi. Đứt nộ đến từ vị trí của Sao Trai Mừng. Sau đó bật thần cá sấu và hấp huyết lên Quy Nộ. Dính khúc du rừng thảm đang tạm thời phải rút ra một chút. Có Quy Nộ chưa? Chưa, chưa đủ. Ô, đã có Quy Nộ trở lại rồi. Đứt nộ luôn và hết giáp đến từ vị trí của Kalista rồi bơi vào. Quy Nộ hồi máu, hấp huyết, bấm đồng hồ luôn không? Tiếp tục sắt vào. Máu hồi từ vũ điệu là quá khủng khiếp. Bấm đồng hồ để né trụ. Và có một cú đứt nộ vào lính rồi. Ô kìa, Fit sao nó đã giết được cả con Vách thế kia, CV đang đẩy đứng dưới anh em ạ, nãy giờ 4-5 mà. FF hả anh em? Bên kia sẽ FF à? Sao hết video rồi? Stress thật anh em ạ. Kim cương 1 anh em nhé, kim cương 1 19 điểm. Stress thật. Xử lý kèo này các bạn xử lý khéo nhá. Con cá sấu này đánh cấp độ đầu, cấp độ 1, cấp độ 2 chứ chắc là lại cũng xét đâu anh em ạ. Xét cấp 1, cấp 2 nâng Edup khỏe như điên. Khỏe như điên, cái nội tại của nó cũng khỏe vãi. Và sao cho mừng cũng phải đánh theo kiểu là đánh nhấp nhả bằng hồi máu bằng Q anh em ạ. Đánh bằng E lên, sau đó Q, sau đó đứt nộ, sau đó đứt thường gì đó, sau đó E về. Và trong lúc không có kỹ năng cấu gì thì thôi con xét nó đi bao nhiêu chỉ số lính thì chấp nhận. Và sai lầm của xét game này đó là tình huống tốc biến dứt điểm vừa dạng reset là đánh từ Q thì lại thiếu đam. Cái pha này này anh em này. Tốc biến lên bật Q đấm hai đòn và thi đốt thì sao thôi không đủ, trừ khi có W thôi. Và thấy đối phương sai lầm thì sao cho bằng flash lên thi đốt đánh tay một đòn, sau đó đi bộ về. Bye bye. Thi đốt cấp độ 4 mới đủ đam anh em nhé, thi đốt cấp độ 1 không đủ. Hôm trước tôi thấy là nó vào máu tử, tôi thi đốt xong con set nó hồi máu tự nội tại nhiều quá không chết. Đây là một kèo đấu thực ra là cũng cần phải yêu cầu khả năng xử lý khá khéo của những người chơi Raton. Nếu không các bạn sẽ bị thua ngược kèo này đấy anh em ạ. Và khi có lợi thế các bạn nhớ nhá, khi có lợi thế đánh nhấp nhả. Đánh nhấp nhả thôi. Khi thấy sao cho mừng, các bạn thấy sao cho mừng cầm hấp huyết đi ra, nhầm cầm thép gai đi ra không ạ? Chơi đam cũng chưa chắc đã lại con set anh em ạ. Chơi đam cũng chưa chắc đã lại con set này, đánh hoàn toàn nhấp nhả nhờ nộ để có thể có lợi thế. Té. Pha này mà đứng lại ăn một cái W là chỉ có lỗ đam thôi anh em ạ. Rút kinh nghiệm kèo này cho nhiều bạn nhá. Nhiều bạn xử lý kèo này không mắc ping có thể bị thua ngược nhá. Ok. Đây là một kèo đấu đấu sĩ khu đường trên cũng thường xuyên xuất hiện để anh em có thể học hỏi kinh nghiệm và xử lý tốt hơn nha.